Thưa quý vị, vui buồn lẫn lộn khi doanh thu của phòng vé từ đầu năm 2024 cho tới nay dù tăng trưởng mạnh nhưng đa số phim Việt lại đều có doanh thu khiêm tốn. 6 tháng đầu năm 2024, màn ảnh rộng chứng kiến thành công của điện ảnh Việt với tổng doanh thu vượt mốc 1.500 tỷ đồng. Nhưng tiếp ngay sau đó lại chứng kiến thất bại thê thảm khi có tới 7 phim đạt doanh thu chưa đầy 20 tỷ đồng. Loạt phim Việt ra rạp hè 2024 đều có doanh thu kém như Đóa Hoa Mong Manh 430 triệu đồng, Trà 1,6 tỷ đồng, Án Mạng Lầu 4 2 tỷ đồng, Sáng Đèn 3,4 tỷ đồng, Before S Trước Giờ Yêu 3,8 tỷ đồng. Thực tế, thị trường phim Việt vẫn còn nhỏ bé và bấp bênh. Điều này khiến khoảng cách giữa phim ăn khách và phim thảm bại dần tăng lên. Cùng với đó, khán giả cũng ngày càng khó tính đối với chất lượng tác phẩm. Đây là đề bài khó cho các nhà làm phim, buộc họ phải tìm ra lời giải trong việc chốt dự án xứng đáng, chất lượng để thực hiện và thuyết phục được công chúng. Phim Mỹ đã áp đảo rất là nhiều và bây giờ là phim Trung Quốc và phim Hàn Quốc với lại cái thị phần tương đối lớn ở không chỉ có thị trường ở Việt Nam và nhiều thị trường trên thế giới. Thì đây là một trong những cái cú hích để khiến cho những cái nhà làm phim trong nước cọ sát nhiều hơn, tìm tòi nhiều hơn để tìm ra được một cái hướng đi phù hợp hơn cho cái phong thái làm phim cũng như là cái cách khai thác chủ đề. Tôi thấy bây giờ cái bộ phim Việt đấy nó cũng khá là hấp dẫn, hình ảnh nó cũng đẹp mắt hơn ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà do các bạn ấy thích hình ảnh 3D ấy, vì dù sao thì cái bộ phim để nước ngoài ấy, hình ảnh 3D nó rất là đẹp mắt. Hai là cái nội dung của nó khá là hay, hấp dẫn, nó lôi cuốn hơn. Nên là các bạn ấy bao giờ cũng thích cái bộ phim nước ngoài hơn. Rõ ràng, thất bại của những bộ phim trên là không khó lý giải. Theo ý kiến của giới làm phim, một trong những lý do khiến các dự án thảm bại tại phòng vé Việt chính là nhà làm phim đã đi sai đường khai thác đề tài lỗi thời, kịch bản không mấy hấp dẫn, lời thoại, tình tiết không logic, diễn xuất non nớt, thiếu đồng bộ của dàn diễn viên trẻ. Bởi nếu phim được đầu tư nắm bắt đúng thị hiếu khán giả thì sẽ nhanh chóng vượt qua các rào cản về giờ chiếu, xuất chiếu. Hiện cán cân phòng vé vẫn nghiêng về các phim nước ngoài. Hiện nay đối với những bộ phim Việt chiếu tại rạp thì chúng tôi vẫn luôn ưu ái xếp vào những buổi chiếu đẹp và những khung giờ vàng. Nhưng mà thực sự thì lượng khán giả đến rạp thì vẫn không đạt được như kỳ vọng. Cũng là do tình hình chung hiện nay thì khán giả cũng có rất nhiều những sự lựa chọn khác nhau. Như thời điểm vừa rồi chúng tôi cũng chiếu một bộ phim là phim Móng Vuốt và Đóa Hoa Mong Manh thì thực sự số lượng khán giả đến rạp cũng không đạt được như kỳ vọng. Và thực sự là trong thời gian tới chúng tôi cũng rất mong sẽ có nhiều bộ phim Việt hay hơn nữa để chiếu tại rạp, có thể kéo được khán giả quay trở lại rạp hơn. Doanh thu nó đánh giá cái xuất sắc của phim ấy thì cũng chưa chắc. Nhiều khi là khán giả đến xem rất nhiều nhưng thực sự nó cũng vẫn chưa phải là một cái phim mà được đánh giá cao trong cái vấn đề nghệ thuật. Thì riêng điện ảnh nó có một cái khó như vậy. Dòng phim tác giả và dòng phim thương mại là hai cái, nó đi song song với nhau. Thất bại là thế, nhưng nhiều nhà sản xuất vẫn miệt mài với những dự án tâm huyết của mình. Lịch chiếu phim mùa thu 2024 ghi nhận một số tác phẩm điện ảnh Việt sẽ ra mắt. Ma Gia dự kiến ra rạp ngày 16 tháng 8. Làm Giàu Với Ma dự kiến ra rạp ngày 30 tháng 8. Hay xa hơn là gần cuối năm như Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Con Cám, Linh Miêu. Hy vọng sẽ có phim thuyết phục công chúng yêu điện ảnh.